hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Sư Trí Quang xin chào quý vị. Chào quý vị đang học online. Bữa nay mình học tiếp kinh số 26. Quý vị mở trang 459. Kinh Trường Bộ số 26, Kinh Chuyện Luân Thánh Vương Sư Tử Hống. Kinh này Đức Phật mô tả vì kiếp quá khứ của bản thân. Làm ví dụ, Đức Phật nói vì nguyên nhân sụp đổ của dòng vua chúa trong quá khứ và sự suy thoái xã hội sau đó. Kinh dự đoán Phật Di Lạc, Phật Di Lạc, tiếng Bali là Maitreya, sẽ ra đời trong những kiếp trong tương lai, của những kiếp tương lai nhằm phục hưng đạo đức và mang lại hạnh phúc cho con người. Nhân đó, kinh này dạy kỹ năng tự nương tựa với tinh thần chánh niệm, tỉnh thức, quỷ lực trong tu học, không nương tựa bên ngoài. Thực tập tứ niệm xứ là nương tựa cao quý vào chánh pháp. Bây giờ mời quý vị đi xem nội dung chính hơn quý vị. Đó là đoạn số 80. Một thời Thế Tôn an trú ở Makkhattha tại Ma Tụ La. Lúc bây giờ Thế Tôn gọi chư tỳ khưu và bảo rằng: Này các tỳ khưu, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Quý vị, ở đoạn hại sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, tự mình nương tựa mình, tự mình ở, tự mình thứ hai ở trong đoạn, tự mình nương tựa mình. Mình ở đây có nghĩa là pháp, phải không quý vị? Bao gồm hai loại pháp. Pháp thứ nhất đó là Lokaya Dhamma. Số hai là Lokuttara Dhamma. Lokaya Dhamma là pháp dành cho phàm phu. Còn Lokuttara Dhamma là pháp dành cho con đường thoát khỏi khổ đó. Hay là liên quan đến pháp chân đế. Lokuttara Dhamma đó là nếu mình nương tựa vào pháp này thì
đưa đến bốn đạo, rồi bốn kết quả, rồi một nếp bàn, quý vị. Ở trong kinh Chú Dạy họ giải thích như vậy. Cho nên từ hãy tự mình nương tựa mình đó, chứ thật sự nếu bản thân mình không có pháp, không thực hành pháp, cũng chẳng nương tựa vào bản thân mình được đâu. Mình phải, trước khi mình nương tựa vào bản thân mình được, là mình phải có pháp rồi thực hành pháp. Nên quý vị. Rồi tiếp theo đó, Đức Phật hỏi các tỳ kheo như thế này: Này các tỳ kheo, thế nào là một tỳ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình? Tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Câu trả lời đó là phải sống với chánh niệm, cái gì? Phải sống với chánh niệm, đặc biệt là tứ niệm xứ. Đoạn tiếp theo có giải thích đó: Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, rồi sống quán trên các cảm thọ, trên các tâm, rồi tiếp theo đó là trên các pháp, với mục đích là để có thể diệt trừ tham ưu ở đời. Nếu mình sống thiếu chánh niệm á, thì mình không thể nào ngăn cản các pháp mà gây sự tham ưu ở đời được, các quý vị. Phải có chánh niệm. Chánh niệm sẽ giúp mình cản trở những pháp bất thiện đó, rồi mang cho mình sự tỉnh giác, hay nói cách khác là chánh niệm bảo vệ lấy mình, thưa quý vị. Tóm lại câu này là sống nương tựa vào bản thân là nương tựa vào pháp. Sống nương tựa vào pháp có nghĩa rằng là phải sống với chánh niệm. Đặc biệt phương pháp sống với chánh niệm, đặc biệt là dưới phương pháp tứ niệm xứ, với mục đích là để có thể diệt trừ tham ưu ở đời. Rồi Đức Phật có kể tiếp: Vì thời Đức Phật là Bồ Tát, ở đoạn số 81, Đức Phật kể rằng: Thở xưa, này các tỳ kheo, có chuyện Lưng Thánh Vương tên là Thalaha Nemi kiên cố niệm, là vị Pháp Vương lấy chánh pháp trị nước, chinh phục thiên hạ bốn phương, thống trị các quốc độ và đầy đủ bảy món báo. Vị ấy có đầy đủ bảy món báo, bao gồm xe báo, voi báo, rồi cuối cùng là tướng vương báo. Vị ấy có hơn 1.000 hoàng tử, giọng kiện hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch. Vị này trị vì
quả đất này cho đến hải biển. Dùng chánh pháp trị nước, không dùng trượng, không dùng kiếm, không gì. Rồi sau cùng, vị vua Thallaha Nemi này biết được, nhờ thấy được, nhờ nhận biết được dấu hiệu là bản thân cũng không sống được lâu, thì kêu hoàng tử của mình lại, rồi nói rằng hãy cho hoàng tử của mình đó nối ngôi, rồi bản thân thì đi xuất gia. Quý vị, rồi vị vua Đức Phật kể rằng, này các tỳ kheo, vua Thallaha Nemi liền cho mời thái tử và nói rằng, mô Phật, sa tu quan hệ, này thái tử thân yêu, xe báo cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như sau, thì trước khi biết cũng có nhờ người, nhờ người, ít nhất cũng nhờ một người canh xem hiện tượng đó như thế nào, rồi mới kết hợp với những suy nghĩ đã từng nghe như thế này. Nếu xe báo cõi trời của chuyện lung, của chuyện lưng thánh vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn sống không bao lâu nữa, ta đã thọ hưởng dục lạc loại người một cách đầy đủ. Nay đã đến lúc tìm cầu dục lạc chư thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biển. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi đoạn tiếp theo, đoạn 83 thì nói lên vua Thallaha Nemi này quyết định xuất gia, hay không vậy? Rồi tiếp theo, ở đoạn tiếp theo này, Đức Phật kể rằng khi vua Quán Đảnh Sát Đê Lị nghe tin xe báo, cũng vua tiếp theo đó quý vị, rồi vua này cũng cho người canh xem xe báo ở cõi trời có hiện tượng gì thay đổi hay không. Rồi người mà canh đó, họ biết rồi mới quyết trình lại vua tiếp theo rằng, khi vua Quán Đảnh Sát Đê Lị nghe tin xe báo cõi trời đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ẩn sĩ ở. Khi đến xong, thưa với vua ẩn sĩ, đại vương có biết chăng xe báo cõi trời đã biến mất? Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, vua ẩn sĩ nói với vua Quán Đảnh Sát Đê Lị, này thái tử thân yêu, vua con đến hỏi vua cha mà đang xuất gia đó, đang ẩn mình ở trong rừng đó ha. Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn. Này thái tử thân yêu, xe báo cõi trời không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Xe báo cõi trời chỉ là dấu hiệu thôi, dấu hiệu cho biết được là
tuổi và sự vinh quang của đất nước đó nó còn và còn bao lâu ha? Khi mất thì phải làm như thế nào mới có lại? Mới có câu là xe báo cõi trời không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Này thái tử thân yêu, hãy hành trì thánh vương chánh pháp. Sự tình này sẽ xảy ra khi con hành trì thánh vương chánh pháp vào ngày rằm Bồ Tát. Con ngồi đầu, con gọi đầu trai giới đi lên lầu cao, thì xe báo cõi trời sẽ hiện ra đầy đủ ngàn câm hoành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Rồi quý vị mình qua xem đoạn 4, đoạn 84 là thế nào được gọi là thánh vương chánh pháp nha quý vị. Này thái tử thân yêu, con y cứ vào pháp, kính trọng pháp, cung kính pháp, định lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con trở thành pháp tràng, pháp kỳ, xem pháp là thầy, tự trở thành người bảo vệ hộ pháp cho thứ dân, cho vận, cho quân đội, cho sát đế lỵ, cho quần thần, cho bà la môn, cho gia chủ, cho thị dân, thôn dân, cho sa môn, bà la môn, cho các loại thú và loại chim, chớ có làm gì phi pháp trong quốc độ của con. Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con có người không có tiền của, hãy đem tiền của cho người ấy. Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con có những sa môn bà la môn từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực hành nhẫn nhục, từ ái nhiếp phục, tự kỳ an trị, tự kỳ giải thoát, tự kỳ thỉnh thoảng sẽ đến với con và hỏi con: này tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, như thế nào nên thực hành, như thế nào không nên thực hành hành động, như thế nào được xem bất lợi và đau khổ cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày. Con hãy nghe họ và ngăn chặn họ mọi sự bất thiện và khuyến khích họ làm điều thiện. Này con thân yêu, như vậy là thánh vương chánh pháp. Rồi vị vua đương thời này nghe như vậy cũng làm theo, hả quý vị? Còn vị vua tiếp theo thì cũng thấy hiện tượng như vậy và cũng được gợi ý là nên, không nên thực hành theo ý của mình và nên thực hành theo thánh vương chánh pháp. Cho nên đối với một vị vua được gọi là thánh vương chánh pháp đó là phải biết thánh vương chánh pháp, hay là pháp cho một vị vua đó như thế nào rồi thực hành theo mới có được phước báo trọn vẹn. Còn vị vua nào mặc dù biết nhưng không thực hành theo, ngược lại thực hành theo ý của mình thì phước báo nó cũng không có.
Ở đoạn tiếp theo có nói như vậy đó quý vị. Quý vị qua xem đoạn tiếp 85. Vua con nghe như vậy đó thì thưa dân tâu đại dương, này các tỳ khưu vua quán đảnh sát đế lỵ trả lời vua ẩn sĩ và thực hành thánh vương chánh pháp. Khi thực hành thánh vương chánh pháp vào ngày rằm Bồ Tát, vua gọi đầu trai giới đi lên lầu cao thì xe báo cõi trời hiện ra đầy đủ ngàn câm hoành xe trục xe và đầy đủ các bộ phận. Cách giải quyết đúng pháp thì nhận được kết quả rất là khả ái ha quý vị, không có gì mắc hết. Rồi tiếp theo, thấy vậy vua quán đảnh sát đế lỵ nghĩ rằng ta được nghe nói như sau: quán đảnh vương sát đê lỵ nào vào ngày rằm Bồ Tát gọi đầu trai giới đi lên lầu cao và thiên bảo lưng hiện ra đầy đủ ngàn câm. Thì vị vua ấy là chuyện lưng thánh vương như vậy, ta là chuyện lưng thánh vương. Vua cha cũng là thuộc dạng chuyển lưng thánh vương, vua con nối ngôi sau này cũng biết và cảm nhận được bản thân cũng chính là chuyển lưng thánh vương vì thực hành pháp thánh vương chánh hay là thực hành theo thánh vương chánh pháp. Vì vậy cứ thư giãn rồi theo kịp cũng tốt, theo không kịp cũng không sao, vì cuối cùng có hai đoạn cuối cùng, đó là đoạn 109 và 110. Đức Thế Tôn có tóm tắt lại các pháp đã kể rồi, có nêu lên câu hỏi và lời đáp đầy đủ không quý vị? Tiếp theo đó là Đức Phật bảo với tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, các vị vua, chư hầu ở hướng đông đều đến diết kiến chuyển lưng thánh vương và nói: hãy đến đây đại vương, thiện lai đại vương, tất cả đều thuộc của đại vương, đại vương hãy thuyết giảng. Thì các vua ở xung quanh đó ai cũng kính vị vua này, rồi cũng gợi ý cho vị vua này thuyết giảng hay là cho lời khuyên đó. Thì mình thấy lời khuyên của vua con này có đoạn như thế này: chớ có sát sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hạnh trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu và hại thỏa hưởng theo những gì đã có để thỏa hưởng. Rồi vị vua này đi đến đâu, cho dù phía đông, phía nam, rồi bắc đi nữa thì cũng được các nhà vua ở xung quanh đó tỏ ra thái độ cung kính, rồi xin lời khuyên. Lời khuyên của vị vua này
giống nhau, mặc dù đi gặp vua và nơi khác, cũng cho lời khuyên liên quan đến việc thọ trì giới, ha, quý vị. Rồi cuối cùng vị vua này cũng xuất gia. Rồi có một vị vua khác lên ngôi thay, ha, quý vị. Vị vua thứ ba này lên ngôi thay thì có một chút trục trặc, đó là không thực hành theo pháp này mà thực hành theo ý của mình. Rồi cũng được thần ở trong cung á, thấy như vậy mới gợi ý rằng là vị vua thứ ba này, gợi ý vị vua thứ ba này nên thực hành theo pháp này, ha quý vị. Quý vị qua xem đoạn số 91 coi. Này các tỳ kheo, rồi vua Quán Đảnh Xác Đế Lỵ. Ok, mình phải mình tiếp ở chỗ phần tóm tắt đây ha. Có một vị vua thứ ba lên ngôi thay, rồi chấp hành theo ý của mình, rồi cuối cùng nhận được sự chỉ trích. Rồi ở trong đoạn số 91 này, các vua nhận được lời chỉ trích nhiều như vậy đó, mấy vua này mới mở một cuộc họp, ha, quý vị. Này các tỳ kheo, rồi vua Quán Đảnh Xác Đế Lỵ cho mời họp các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chúa và hỏi vì thánh vương chánh pháp. Và những vị này được hỏi đã trả lời vì thánh vương chánh pháp. Khi nghe họ nói xong, vị vua có sắp đặt sự hộ trì, ngăn chặn, che chở, nhưng không cho người nghèo tiền của, và vì vậy nghèo đói lan rộng. Vì nghèo đói lan rộng, một người đã lấy vật không cho của những người khác, và hành động ấy được gọi là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quán Đảnh Xác Đế Lỵ và tâu vua: tâu đại vương, người này lấy vật không cho của những người khác, hành động này được gọi là ăn trộm. Nhà vua nghe thấy như vậy đó thì nói với người ấy rằng: này ngươi, có phải ngươi lấy vật không cho của người khác tức là ăn trộm? Tâu đại vương, sự thật có vậy. Sao lại làm vậy? Tâu đại vương, con không có gì để sống. Vì nguyên nhân đơn giản thôi, đó là không có gì để sống mới ăn trộm. Một người ăn trộm thứ nhất á, thì được bắt, rồi được nhà vua này tha thứ và cho tiền thêm, ha, cho tiền thêm. Lần thứ hai, có một vị trộm thứ hai đó cũng đi ăn trộm.
ăn trộm rồi được bắt, rồi đem vì trình với nhà vua cũng tha thứ. Sau khi nghe được cái mục, nghe được nguyên nhân là sự việc ăn trộm là vì vì không có gì để sống, nó cũng tha thứ cho, rồi cũng cho tiền ha. Rồi nhà vua có thái độ rồi có cách xử lý như vậy đó, thì đồn ra ngoài quần chúng nghe là nếu mà muốn được tiền của từ nhà vua đó, mình phải đi ăn trộm. Ở đây nói thêm một chút quý vị, ở trong kinh này thật sự đó, sự nghèo khổ, đặc biệt nghèo đến nỗi mà không có gì ăn đó quý vị, Đức Phật bảo rằng đó là nguyên nhân gây ra tai nạn xã hội. Nghèo, con người mình đó, nghèo đến mức mà không có gì để ăn, để uống, để sống đó, thì sẽ sinh ra tai nạn xã hội. Bao gồm gì? Không có gì để sống, bước một là đi ăn trộm. Ăn trộm, bước hai đó là sát sanh, là giết người. Sát sanh rồi đó, bắt đầu biết nói dối. Biết nói dối rồi, còn lại rồi biết tà dâm. Rồi biết tà dâm, rồi thì biết cái gì? Có cái tà kiến. Sư đọc kinh này tới đoạn này, sư cũng đoán rồi, nếu mà bắt được ông trộm, tha thứ rồi, cho tiền, cái đó không phải là cách giải quyết đúng đắn lắm đâu. Rồi tới tin đồn là đi ăn trộm, rồi được tha thứ, rồi nhận được tiền của từ nhà vua như vậy đó, thì có nhiều người làm nghề ăn trộm. Người thứ ba thì nhà vua suy nghĩ lại rồi. Nhà vua là không thể nào tha thứ, rồi cũng không thể nào cho tiền của thêm được. Phải gì? Phải cho hình phạt, đem đi chặt đầu. Ông trộm thứ ba đó, trong nội dung này, đem đi chặt đầu. Rồi tin này cũng lan truyền ra ngoài, quần chúng cũng nghe được. Nhưng mà đối với một người không có gì để sống, rồi quyết định trộm cắp rồi đó, họ đâu có ngừng lại ở chỗ là sợ hình phạt và chặt đầu đó đâu. Họ không sợ cái hình phạt, đặc biệt hình phạt chặt đầu, họ không sợ. Mà họ sẽ nghĩ cách đó là gì? Okay, họ chuẩn bị rèn cái dao để gì? Đi ăn trộm rồi giết người đó luôn. Giết người đó luôn. Rồi cuối cùng là như thế nào? Cuối cùng là ở trong tỉnh thành đó có nhiều ăn trộm. Chỗ nào có nhiều ăn trộm thì chỗ đó, tức là chỗ đó có nhiều sự sát sanh. Chỗ nào có nhiều vũ khí, chỗ đó tức là có nhiều sát sanh. Rồi sau này cũng bắt được ha, bắt được người trộm cắp này, rồi đem gặp nhà vua. Nhà vua hỏi, họ nói là ngươi có phải ngươi có phải ăn trộm những vật mà người chủ không cho hay không? Thì người trộm cắp đó biết nói láo, bắt đầu trả lời là không. Không. Cái đó là sự suy thoái của sự thực hành theo giới luật là như vậy đó quý vị. Rồi quý vị, tóm tắt như vậy thôi. Rồi quý vị qua đoạn 102.
Này các tỳ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo nên nghèo đói tăng thịnh. Cái này nói lên nguyên nhân và kết quả ha quý vị. Vì không cho tiền của những người nghèo nên nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh. Câu đầu là vì không có sự bố thí đó quý vị. Tất nhiên vì không có sự bố thí thì người nghèo, người thiếu ăn, thiếu ở, thiếu mặc, thiếu xài đó sẽ tăng lên quý vị. Mình gọi là nghèo đó, gọi là người nghèo ha. Vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh. Vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh. Vì đao kiếm tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh. Vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh. Vì nói láo tăng thịnh nên nói xấu tăng thịnh. Vì nói xấu tăng thịnh nên tà hạnh tăng thịnh. Vì tà hạnh tăng thịnh nên hai pháp tăng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm. Vì hai pháp này tăng thịnh nên tham và sân tăng thịnh. Vì tham và sân tăng thịnh nên tà kiến tăng thịnh. Vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh: phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng thịnh nên các pháp sau đây tăng thịnh: thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kinh lễ đối với các vị sa môn bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị đứng đầu trong gia đình. Vì những pháp này tăng thịnh nên tuổi thọ các loại hữu tình này giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loại người chỉ sống có 200 năm, có 250 năm, và các người con của họ đó, hay là thế hệ con đó, chỉ có 100 năm. Quý vị còn giảm nữa không quý vị? Còn giảm nữa, giảm tới cuối cùng là chỉ sẽ có một thời, nghĩa là một thời nào đó ở trong tương lai không quý vị? Vì con người không chịu khó trì giới đó thì tuổi thọ sẽ giảm, chỉ còn có 10 năm. Tới đó là pháp và lực của Đức Thế Tôn đã gần hết rồi. Tới thời đó đó, pháp và lực của Đức Thế Tôn gần hết. Và khi một người sanh ra chỉ có tuổi thọ 10 năm đó, khi họ lớn lên hưởng thọ 5 năm là họ bắt đầu có gia đình rồi đó. Cho nên cái đoạn này đó, vì cái này có mới ảnh hưởng đến cái kia, bắt đầu từ sự nghèo khổ hả quý vị? Sự nghèo khổ là nguyên nhân sinh ra tai nạn xã hội. Cho nên bố thí đó, nếu mà mình có thói quen bố thí thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu của sự không có gì để ăn hả quý vị? Mình qua đoạn tiếp theo 103. Trước khi vào đoạn này đó quý vị, muốn cho quý vị có được một kiến thức như thế này, tại vì ở trong kinh này không có nói. Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, tuổi thọ của mình trung bình, tuổi thọ của con người mình trung bình là 100 năm.
Các quý vị nhớ con số này. Tuổi thọ của mình là 100 năm. Nhưng vì con người mình sống không chịu khó giữ giới cho trong sạch đó, thì mỗi 100 năm Phật lịch đó, thì làm cho con người mình giảm độ tuổi 1 tuổi ha, giảm 1 tuổi. Cho nên quý vị cứ đếm đi, cứ thử làm phép tính trừ xem. Phật lịch bây giờ là 2560 mấy? 68 hả? Dạ. Cho nên độ tuổi của con người mình cũng đã giảm theo đó. Bây giờ độ tuổi trung bình của mình còn có 75 mà. Hay còn có 75. Rồi đừng nghe là độ tuổi 100 năm của con người mình nghĩ rằng cái này có thể là trúng số nhiều hả quý vị? Còn vị nào có độ tuổi trung bình cao hơn 75 chứng tỏ vị ấy sống có giới, ha? Có giới, có lực, có pháp. Rồi quý vị, khi độ tuổi của mình giảm dần như vậy đó là nguyên nhân do mình không chịu thực hành theo giới lực. Rồi độ tuổi của mình sẽ tiếp tục giảm dần nữa. Khi độ tuổi của mình càng giảm dần thì vấn đề xã hội, ha? Vấn đề xã hội, rồi vấn đề mà gây đến, mang đến cho mình sự phiền não đó, nó cũng tăng theo đó. Tăng đến một mức độ mà độ tuổi mình còn có 10 tuổi à. Nhưng mà sống trên đời này với tuổi thọ 10 tuổi là tuổi trung bình đó đó quý vị, thì nó có nhiều sự cố xảy ra lắm. Ví dụ như là con giết cha, giết mẹ, rồi ví dụ là con người tàn sát lẫn nhau, rồi cuối cùng người có một số người, một nhóm người yếu đuối quá, không đấu lại với người ta, thì phải dẫn nhau vào rừng, chia nhau chạy, rồi cuối cùng gặp nhau của những nhóm người đó, cái hạnh phúc của họ chỉ là thấy nhau rồi chạy ôm nhau rồi chỉ thoát lên câu là tôi rất mừng khi thấy bạn, khi thấy chị, khi thấy anh còn sống đó. Cảm giác này nó không khác gì với thời buổi chiến tranh. Hay cái gì? Ở trong nội dung của kinh này nêu như vậy đó. Rồi bắt đầu những nhóm người mà thấy được khổ là khổ giết xác lẫn nhau, rồi phải chạy bỏ xứ sở của mình đi tìm một cái nơi an toàn khác đó. Rồi chỉ gặp nhau thấy người với người còn sống với nhau, họ rất là mừng đó, thì bắt đầu họ thấy được cái khổ đó, họ bắt đầu ý thức lại, quay lại thọ giới, ha, gì? Quay lại thọ giới rồi thực hành theo pháp thiện rồi. Khi như vậy đó thì độ tuổi họ bắt đầu tăng dần lên, ha, tăng dần lên rồi tới một cái giai đoạn đó thì một vị Phật chánh đẳng chánh giác Maitreya đó. Maitreya đã bắt đầu gì? Bắt đầu sinh ra trên đời. Mà khi đó ví dụ thì Đức Phật Gautama hay là Đức Phật Thích Ca không còn nữa ha, quý vị. Cho nên sự suy thoái giữa giới đó sẽ ảnh hưởng rất là nặng đối với độ tuổi và lối sống của con người mình. Suy thoái nặng nhất là đến nỗi mà
sẽ tới một thời gian nhất định nào đó thì con người đừng nói chi tới việc làm điều thiện. Chỉ từ là pháp thiện hay là từ một từ là thiện thôi, cũng không có người biết, cũng không có người từng nghe luôn đó. Nên vậy đó. Rồi quý vị đừng có nghĩ rằng là 100 tuổi của mình là nhiều. Không phải đâu. 100 tuổi của con người mình chỉ bằng một ngày của chư thiên thôi. Có câu chuyện đó. Chư thiên muốn xuống trần gian thăm quan, ha quý vị. Thì xuống trần gian cũng theo cái hình trình là hình trình đầu thai, ha, rồi lớn lên, rồi già bệnh rồi chết, thì được tròn 100 năm ở trần gian mình. Sau khi chết thì quay lại chỗ cũ, ha, bạn bè chư thiên ở trên thiên cung hỏi là ngươi đi đâu mất nguyên ngày không thấy, thì người đó mới kể, chư thiên đó mới kể rằng tôi đi xuống trần gian, thăm quan trần gian. Cho nên ví dụ nếu mà sống gặp sự trắc trở hay là chướng ngại trong cuộc sống, quý vị hãy nghĩ tới pháp vô thường. Rồi quý vị hãy nghĩ rằng cho dù mình khổ suốt đời đi nữa cũng không phải là lâu, đối với thời gian và độ tuổi của chư thiên. Quý vị, mình qua xem đoạn 107 ha quý vị. Này các tỳ kheo, khi tuổi thọ loại người lên đến, đoạn này là nghĩa là con người đã suy thoái rồi ha quý vị, rồi đã quay lại thực hành theo pháp, rồi được kết quả của nghiệp đó, trả lại cái độ tuổi mà cao nhất rồi đó. Đoạn 107 á quý vị. Này các tỳ kheo, khi tuổi thọ, sẽ xem coi. Đúng rồi. Này các tỳ kheo, khi tuổi thọ loại người lên đến 80,000 tuổi, có Thế Tôn tên là Mettayya. Vị này là vị cuối cùng. Tại vì trong kiếp này, trong cặp bà này thì có 5 vị Phật. Thì vị Phật Thích Ca đó là vị thứ tư. Còn vị Mettayya sẽ là vị thứ năm, là vị cuối cùng của kiếp này đó. Nghe quý vị. Khi tuổi thọ loại người lên đến 80,000 tuổi, có Thế Tôn tên là Mettayya sẽ ra đời, là một vị A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Thế Tôn như ta, nay sanh ra ở đời này là bậc A-la-hán. Nhắc lại, vị này tự mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, thế giới này, với sa môn, bà la môn, loại trời, loại người như ta hiện nay, tự mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới. Nghĩa là khi vị Phật tương lai ra đời đó thì cũng
làm một nhiệm vụ giống như là Đức Thế Tôn hiện nay. Quý vị đọc đoạn này, quý vị sẽ thấy được không có bất cứ cái gì mà Đức Thế Tôn không biết và không nói với mình. Đối với Đức Thế Tôn là một bậc thầy không giấu nghề đó quý vị. Ok. Biết cái gì, thấy cái gì thì dạy cho mình hết, truyền bá cho mình hết. Không bao giờ giấu mình là vì gì? Vì Đức Thế Tôn mang một tâm vĩ đại, đó là Maha Karuna, nghĩa là đại từ bi đối với chúng sanh. Rồi Đức Thế Tôn bảo rằng vị này chính là Phật Metaya, hay quý vị, vị này sẽ thiết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa là pháp của vị này đó đẹp ở ban đầu, hen, rồi giữa và đoạn cuối, với văn tự nghĩa lý đầy đủ và tiên thuyết đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh như ta hiện nay thuyết pháp, hen quý vị, cũng giống thuyết pháp từ sơ thiền đến sự thoát khỏi khổ, giống như là Đức Phật vậy đó. Vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị tỳ kheo đanh vai như ta hiện nay, có khoảng vài trăm vị tỳ kheo đan vai vậy. Tiếp theo quý vị, đoạn 108. Này các tỳ kheo, vua Sảnh Khá sẽ thiết lập cung điện mà vua Maha Panatha đã thiết lập. Sau khi thiết lập, vua trú tại đó. Sau đó vua lại bố thí cung điện ấy dâng cúng cho các vị sa môn, bà la môn, các hành bận cùng du đảng ăn xin. Rồi vua cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn Metaya. Bậc A-la-hán chánh đặng giác, vị này xuất gia như vậy, sống một mình biệt lập, tinh tấn trì trí, chuyên tâm, chẳng bao lâu chứng được vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với vô thượng cứu cánh của phạm hạnh này. Ngay trong hiện tại, vì này, vị này tự tri, tự chứng, đạt đến và an trú. Quý vị, khi mình đọc các đoạn này, mình sẽ thấy được là lời dạy của Đức Phật rất là có lý lẽ. Lý lẽ từ ở chỗ là muốn trở thành một vị Phật chánh đẳng giác đó là phải tu theo ba la mật, rồi phải tự mình chứng, tự mình giác ngộ. Rồi tiếp theo thì cũng có đệ tử, cũng có nhà vua, đặc biệt là vị vua mà trị nước bằng mười pháp đó, hay là bằng pháp và lực đó. Rồi cũng thiết pháp đẹp ở ban đầu, giai đoạn đầu, rồi giai đoạn giữa, rồi giai đoạn cuối, rồi cuối cùng. Thì các vị này thuyết pháp phải đầy đủ vì văn vì nghĩa, coi như là truyền thống của các vị chánh đặng chánh giác, rồi truyền thống của các vị vua chúa mà thực hành theo pháp đó đều xảy ra.
đối với vị Phật nào cũng vậy. Tại vì cái kết quả của pháp hay là kết quả của phước báo đó, quý vị, đều giống nhau. Đều giống nhau. Ví dụ như là nếu mình đi theo con đường trung đạo thì mình sẽ được giác ngộ. Khi mình chấp hành theo pháp gì đó đó, đặc biệt là pháp cú mà đã nêu lên cụ thể đó, thì mình sẽ chứng quả của pháp đó. Quý vị, những gì mình kể trên đó, quý vị, mình sẽ có 15 phút để đọc lại hai đoạn này. Đó là đoạn tóm tắt ha quý vị. Đoạn số 109. Này các tỳ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa mọi ai khác. Lấy pháp, lấy chánh pháp làm ngọn đèn nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Này các tỳ kheo, nương tựa mình. Lặp lại. Này các tỳ kheo, thế nào là một tỳ kheo sống nương tựa mình ha quý vị? Thì ở đây Đức Phật vừa đặt câu hỏi mà vừa trả lời cho mình luôn. Thì Đức Phật trả lời rằng là ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để diệt trừ tham ưu ở đời. Rồi cũng lặp lại luôn. Quán, sống quán trên các cảm thọ, trên các tâm. Quán pháp, trên các pháp, nhiệt tâm, tịnh tâm, chánh niệm, tỉnh giác để có thể diệt trừ tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác, là như vậy đó quý vị. Tóm lại, tóm tắt đoạn này cho quý vị dễ nhớ, đó là sống nương tựa vào bản thân, có nghĩa là mình chọn sống nương tựa vào chánh pháp nha quý vị. Chánh pháp thì gồm hai loại. Loại dành cho phàm phu. Còn loại thứ hai đó là loại để dành thoát khỏi mọi sự khổ đau, để đạt đến Niết Bàn, là mục đích cao thượng nhất của lời dạy của Đức Phật. Rồi sống nương tựa vào bản thân là sống như thế nào? Là sống phải có chánh niệm. Phải có chánh niệm. Chánh niệm vì thân, chánh niệm vì thọ, chánh niệm vì tâm và chánh niệm vì pháp. Sống như vậy đó. Là sống nơi sống là sống nương tựa vào bản thân đó quý vị. Quý vị, ở trong ý nghĩa của Kinh Phật á, thì cuối cùng sau khi mình mất đó, mình không có lấy gì đi theo được đâu. Và chỉ có nghiệp thôi, chỉ có nghiệp chi phối cho mình. Nếu mà nghiệp của mình nặng về thiện á, thì nghiệp thiện đó dẫn mình đi đầu thai trước, rồi hết hưởng hết cái phước báo đó thì mình bắt buộc cũng phải quay lại nhận cái nghiệp mà bất thiện của mình, thưa quý vị. Còn nếu mình sống có chánh niệm đó,
đặc biệt là hơi thở cuối cùng của mình trước khi chết đó, nếu mình sống có chánh niệm thì chánh niệm sẽ dẫn mình đi tái sinh ở một nơi an lạc, bao gồm cả thế giới loài người, rồi trên nữa đó là thế giới của chư thiên, rồi thế giới của phạm thiên, rồi cao nhất đó là Niết Bàn. Chỉ có nghiệp thôi ha quý vị. Đoạn tiếp theo 110. Này các tỳ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình. Trong giới hạn tổ phu các ngươi truyền lại. Quý vị, tổ phu ở đây đó nhấn mạnh là Đức Phật á quý vị. Tổ phụ quý vị. Tổ phụ đó, giới hạn tổ phụ đó, tổ phụ ở trong chú giải nói là Đức Phật. Còn giới hạn đó là cái thói quen của Đức Phật như thế nào đó. Thì đối với mình, chư Tăng, các tỳ khưu, chư Tăng và Phật tử đó, mình phải làm theo như vậy. Chú giải họ giải thích như vậy đó. Tiếp này các tỳ khưu, nếu các ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại, thời tuổi thọ sẽ được tăng thịnh, sắc đẹp sẽ được tăng thịnh, an lạc sẽ được tăng thịnh, tài sản sẽ được tăng thịnh, thế lực sẽ được tăng thịnh. Nói chung là mình biết nghe lời thầy tổ. Ở đây thì chú giải nói là mình biết nghe lời Đức Phật rồi thực hành pháp theo Đức Phật thì những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với mình. Còn mình không nghe lời, rồi mình không có thực hành theo, thì mình đi ngược lại, thì chính là tuổi thọ của mình giảm. Rồi vấn đề thì vấn đề trong cuộc sống, kể cả vấn đề của tâm nó sẽ tăng thịnh. Làm thì được, còn không làm không có nghĩa là không được mà còn nặng thêm nữa. Ý nghĩa là như vậy. Tiếp theo quý vị. Này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu sắc đẹp được tăng thịnh? Trả lời, tỳ khưu sống giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới luật. Ở đây mở ngoặc là pa tí mô khá là giới bổn của các vị tỳ khưu đó quý vị. Đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lạnh và tu học trong giới pháp. Như vậy tỳ khưu sắc đẹp được tăng thịnh. Quý vị, đối với một vị tỳ khưu đó có hai nghĩa. Một đó là có nghĩa là người ăn xin, người đi khắc thực mới có ăn đó. Thứ hai đó thì có nghĩa là những người mà thấy được cái sự nguy hiểm của người khác, nguy hiểm của sự sanh già bệnh tật chết á quý vị. Một vị tỷ khưu có hai nghĩa như vậy đó. Tiếp theo quý vị, thế nào là vị tỳ khưu an lạc được tăng thịnh? Vị tỳ khưu ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, rồi đến tứ thiền ha quý vị. Như vậy vị tỳ khưu an lạc được tăng thịnh. Thiền định thì mang đến cho các vị tỳ khưu một kết quả tĩnh lặng hay là
an lạc ha quý vị. Quý vị cũng vậy nha. Muốn hưởng được an lạc thì phải tu thiền, thiền định, hay là phải rèn luyện tâm. Dạ. Đoạn tiếp theo, thế nào là vị tỳ khưu tài sản được tăng thịnh? Vị tỳ khưu an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với từ, ha quý vị. Cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy. Rồi đối với các phương thì mình phải gì? Phải tu từ bi hỷ xả đó. Như vậy, vị tỷ kiêu tài sản được tăng thịnh. Như thế nào vị tỷ kiêu thế lực được tăng thịnh? Vị tỷ kiêu với sự diệt tận các lậu vật, tự mình biết và chứng, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn các lậu vật. Như vậy là vị tỳ kheo thế lực được tăng thịnh. Thế lực là thấy pháp đó quý vị. Thế lực của một vị tỳ kheo đó là đạt đến mục đích cao thượng nhất ở trong Phật giáo đó. Đó là tâm giải thoát nè quý vị. Rồi tuệ giải thoát nè, không còn các lậu vật. Lậu vật ở đây tiếng Pali là asawa, là cái phần yếu tố nhỏ của sự phiền não đó quý vị. Mình diệt được tham sân si thì chưa hết đâu. Sâu vào tham sân si đó là chính là lậu vật này, là pháp lậu vật này. Nếu mà mình chưa diệt được pháp lậu vật này á quý vị, hay là vẫn còn các lậu vật á, thì chứng tỏ mình còn quay lại đầu thai. Cuối cùng ha quý vị, này các tỳ khưu, ta quán sát và thấy không có một quy lực nào khác khó nhiếp nhục hơn quy lực của ma vương. Này các tỳ khưu, chính nhờ chấp nhận và thực hành những thiện pháp ấy mà công đức này được tăng thịnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy đó, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Quý vị, ma vương thật sự rất là có quy lực. Nếu mình không chịu tu đó, hay là thể lực không được tăng thịnh đó, bảo đảm mình sẽ thua ma vương. Ở trong chú giải đó, từ ma vương này chú giải nói là liên quan đến Thewaputta Mara và Kelesa Mara, là ma vương ở đây á. Trong chú giải họ nói là liên quan đến liên quan đến ma vương, liên quan đến cái đẹp, cái đẹp, cái đẹp. Còn Kelesa Mara là liên quan đến sự phiền não. Cho nên thứ nhất đó, ma vương ở đây liên quan đến cái sự chấp thủ, hay là mình còn dính cái đẹp ở đời đó. Giống như là biết là ở trước đó có nếp bàn rồi, nhưng mà không biết đi tới nếp bàn có còn quay lại hưởng được cái đẹp, cái vui ở trên đời này hay không. Cái đó đó, cái đẹp, cái hay mà mình trải nghiệm ở trong đời này đó quý vị, nó làm cho mình không muốn, không chịu tu, hay là không đi đến, không muốn đi đến nếp bàn. Còn Kelesa Mara đó quý vị cũng biết rồi, cái sự phiền não đó. Cho nên chỉ có tu thôi mới thắng được quy lực của ma vương. Còn không á, không chịu tu thì có một kết quả đơn giản, đó là
Mình sống một cuộc sống này bị ma vương chi phối ha, bị ma vương điều khiển. Chỉ vậy thôi quý vị. Xin chào quý vị, chúc quý vị an vui. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.